Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay bên mình vừa về một cái mẫu cần mới. Mới thì mới so với cái bên sớm mình thôi. Trên thị trường thì cây này có bán tầm khoảng 4-5 tháng rồi. Đây là cái mẫu cần thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, câu cá lóc. Sau khi hàng nó về thì mình cầm cái cần cảm thấy nó rất là nhẹ ha, và cực kỳ cân đối luôn. Độ nảy tốt cộng với cái thông số tải mồi nó cũng cực kỳ phù hợp, câu lua gành, đánh xo dít, và đặc biệt là câu cá hồ dịch vụ, đánh cá trê, cá chim. Cây này mà đánh cá trê, cá chim thì bao phê luôn các anh em, nhẹ lắm, cực kỳ nhẹ, 3 mét mà nó nhẹ tầm khoảng 180g thôi. Cán cần là chất liệu Eva, chiều dài cán đến cái chỗ bát máy này, nó tầm khoảng 40cm nha. 40cm. Bát máy là bát Fuji. Cây cần chất liệu carbon xoắn ít toàn thân luôn, khoen Fuji. Các em nhìn thấy cái khoen đề bài không? Đây là cái mẫu cần có phân khúc giá tầm trung thôi, và với cái khoen đề bài thì rất là hiếm thấy trên những cái mẫu cần mà có phân khúc giá tầm trung ở trên thị trường hiện nay. Cái khớp nói là kiểu khớp nói cắm trong nha. Cây cần rất là thon và cực kỳ đẹp. Cái độ cong nó là độ cong phát và cong cực kỳ đều luôn, không có một lõi cong luôn nha, cong cực kỳ đều từ dưới lên luôn. Đấy, khoen Fuji ha, toàn bộ là khoen 300 hết. Các anh em nhìn này, rất là đẹp luôn, cứng cáp cây cần. Cây cần thì cái độ nảy tuyệt vời luôn, nó không cứng lắm và cũng không mềm lắm. Đấy, đánh cá lóc nhai thật, sử dụng đánh kết hợp đánh nhai hơi và các cái loại mồi giả thì ok luôn. Cảm nhận của mình như cái cần này nó khá là nhẹ nha, mình cầm cái máy đai qua LT6000 này mình đi đánh cá thì mình cảm nhận nó rất là nhẹ, mình đi rất là mượt. Đó, nó được cái khoen ALV nè, khoen ngược nè, đó mình đi rất là khỏe, đi rất là đầm nữa bạn. Đi nhé thiệt luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình ra dây không? Đánh mấy chục mét nhẹ tưng à. Đó, cây cần này ra ngoài nắng thì cái bên của nó có cây ba tuổi thì cái bên nó rất là đẹp. Đó, nó đặc biệt là cái những cái lóc nó sẽ sáng nha các bạn. Cá đây cho mọi người. Kiên. Quay kiến ơi. Đó, cần nha. Đó, Battle 60g cá lóc. Cây cần Battle Plus của Asino. Đây là cái mẫu cần thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Mục đích là đánh cá lóc nhai thật. Nhưng mà sau khi hàng nó về, mình cầm cây cần cảm thấy khá là nhẹ và cực kỳ cân đối. Và đặc biệt là cái đồ nảy nó tốt, cộng với cái dải tải mồi ha, khá rộng. Min thì từ 70 đến max là 60g, nhưng mà có thể đánh mồi từ 70-80g, đánh cũng được. Cảm thấy nó khá phù hợp, có thể chơi lua gành, đánh xo dít, và đặc biệt đánh cá hồ dịch vụ như là cá chim, cá trê. Thì cái cây này thì đánh phải nói là bao phê luôn nha. Đó, thì cái phần cán này, cán là chất liệu Eva ha, chất liệu Eva kiểu cán liền, tay cầm cũng là chất liệu Eva. Bát máy là bát Fuji nha, bát Fuji, chiều dài từ cán đến ngay chỗ cái chân máy này, cái tay cầm này tầm 38-40cm. Thì cây này mà đánh cá lóc thì cái cán nó cực kỳ phù hợp rồi các anh em ạ. Và cái phôi cần này chất liệu carbon 98%, xoắn ít toàn thân luôn. Cái đấy em nhìn cái phôi này cực kỳ đẹp nha, trọng lượng nó rất là nhẹ nhưng mà không kém phần mạnh mẽ nha. Cây này đánh lua thì chơi bạo lực, ok. Đây là cái cần thiết kế thì
nó chuyên về đánh cái lóc nhai thật nha, có thể kết hợp đánh lưu gành, đánh xo dít, ô kẻ hồ dịch vụ, trê chim, đánh bao phê luôn, cây Battle Blues của thương hiệu Asino. Đấy. Và cái quan trọng trên cái cần nữa là cái dàn khoen nha, cái dàn khoen của cái cần này, cái phần đọt này, cái phần đọt từ cái khoen cuối của phần đọt đến cái khoen đầu bu là khoen Fuji Akonai chân ca nha, toàn bộ là khoen ba chân hết, rất là đẹp. Cái này mình ha, đây khoen Fuji Akonai chân ca, toàn bộ là khoen ba chân. Đây. Khoen đầu bu là khoen đầu bu trong xoắn nha. Cái đường kính đọt của cây này là nó 2.60 ly. Đấy. Và đặc biệt ở trên cây cần này, với cái phân khúc giá tầm trung thì rất là hiếm có cây cần nào, các em nhìn cái dàn khoen, cái khoen R3 ha, cực kỳ đẹp mắt. Đây là cái khoen RV3DZ, sứ là sứ xích nha. Riêng cái khoen R3 sứ xích, cái body form, cái form body của cái khoen này là chất liệu nhôm nha, cho nên là nó cực kỳ nhẹ. Đấy. Cái khoen ở cái khoen R3 ha là khoen 30 nha, nó giúp thoát dây ha, ra dây cực kỳ tốt. Cho nên là các anh em đánh mồi từ 70 gram đánh, nếu mà câu cái lóc mà đánh nhai hơi đồ thì cái cây này ném ok nha. Với cái khoen này thì các anh em có thể đánh máy lớn 4.000, 5.000, 6.000 các anh em đánh vẫn được với cái khoen đề bà này. Thì cái con này này nó tải mồi, đánh mồi á, đánh mồi lua thì từ 10 đến max là 60 gram. Với cái độ cứng này thì nó tương đương với cái độ cứng MH. Bởi vì cây này người ta không có để là cái độ cứng như những cái cây cần mà thông thường chúng ta hay nhìn thấy là MH hay là M, mà cái con này người ta họ chỉ để cái thông số tải mồi thôi. Các anh em cứ quan trọng đến cái tải mồi là chính xác, từ cái thông số này nó rất là chuẩn nha. Đánh cái dải tải mồi trong cái dải của nhà sản xuất đưa ra là ok, max 60 gram có thể đánh lên xíu, 70 80 thì các anh em ném mồi nó xíu xíu một xíu, khéo khéo một xíu là đánh được. Còn cá thì bác vô tư. Đây là cái dòng cần lùa đánh cái lóc nhai thật, cái địa hình khó cho nên là cần các anh em đánh bạo lực. Đấy. Đây là cái thông số này. Tem tem vàng. Nhà chính hãng của Asino nha. Một cái cần phải nói là cực kỳ đẹp, với phân khúc giá bình dân thôi, trung bình thôi, là các anh em đã có một cái cần chơi ưng ý rồi, cực kỳ đẹp.